Mỗi khi sợi băng cassette dịch chuyển, chị chia sẻ thú vị về cuộc sống hay bí mật văn hóa, nghệ thuật, về các danh họa lỗi lạc, một tác phẩm hội họa hay điêu khắc kiến trúc sẽ được giải mã. Bên cạnh đó, cassette còn lưu trữ những cuộn băng dành riêng cho các khách mời đặc biệt mỗi tháng về câu chuyện của riêng họ. Hãy cùng ngồi xuống và thưởng thức cassette cho riêng mình. Khi nghĩ đến cái chết, bạn thường liên tưởng đến điều gì? Bên cạnh những hình ảnh điển hình như bộ xương khô hay cái xác không hồn, đối với một số người, cái chết chỉ là một sự bắt cầu cho những sự kiện mới hay một dạng sự sống mới. Suy nghĩ này cũng không ít lần được thể hiện trong hội họa. Với số podcast 1 triệu khả năng sau khi chết, các concept mang đến cho bạn những suy đoán về cuộc sống âm ti qua nét cọ của các nghệ sĩ. Chúng ta cùng đến với bức họa đầu tiên, The Garden of Earthly Delights của danh họa Hieronymus Bosch. Điều đầu tiên bạn nghĩ rằng số phận của những người bị đẩy xuống địa ngục là gì? Bị lửa thiêu đốt? Hay bị đánh bằng roi gai? Nếu nhìn vào phần thứ ba của bức tranh The Garden of Earthly Delights, bạn sẽ thấy Hieronymus Bosch tái hiện địa ngục đầy tình sáng tạo với rất nhiều lựa chọn khác nhau cho những kẻ mang tội sau khi chết. Nói sơ qua một chút thì bức tan liên họa The Garden of Earthly Delights là kiệt tác của Hieronymus Bosch với 3 phần. Phần 3 của tác phẩm mô tả cảnh địa ngục nơi con người bị trừng phạt bởi tội lỗi của họ. Đây cũng là phần tác phẩm mang nhiều tranh cãi nhất. Với podcast ngày hôm nay, vì thời lượng có hạn nên chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới phần nhỏ của bức tranh đó, chính là cây đàn của địa ngục thôi. Vào thời của Hieronymus Bosch, những loại nhạc cụ ngoại đạo là sự ẩn dụ về tội lỗi trong hội họa vào thời kỳ này. Ta có thể thấy được dàn hộp xuống đang bị ép phải hóa ca bởi một con quái vật trông giống ếch. Dàn đồng ca cất tiếng hát trong sự sợ hãi, người bịt tai, người thì hoảng loạn. Họ phải hát theo bản nhạc được chép trên mông của một người đang bị đẩy bẹp bởi cây đàn. Nếu nhìn kỹ một chút, bạn có thể phát hiện ra có những người bị mắc kẹt trong những loại nhạc cụ này. Có người bị treo lên trong tư thế đóng cọc. Một người đàn ông khốn khổ đang vác trên mình cây sáo khổng lồ với phần mông bị chọc bởi một cây sáo nhỏ, khiến ta liên tưởng đến Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Phải chăng Bosch đang muốn ám chỉ, dường như là địa ngục đang cười nhạo vào những con chiên của Chúa? Các chi tiết khiến ta vừa dùng mình, nhưng cũng có thể bật cười. Có lẽ Bosch đã khuyên chúng ta phải trở thành những con người tốt đẹp hơn, nếu như bạn không muốn xuống địa ngục mà vẫn phải hò hát cho đám quái vật nghe. Cạnh bên một địa ngục loạn lạc của Bosch, Martin John lại có một cái nhìn khác về thế giới bên kia. Vào những năm 1820, Martin John thực hiện một loạt những tác phẩm liên quan đến thảm họa, vô tận, vũ trụ viễn tưởng và những cơn ác mộng. Người ta cho rằng Martin luôn bị ám ảnh bởi thiên sử thi bằng thơ Paradise Lost của John Milton và sách Hải Huyền. The Pandemonium được vẽ vào năm 1841 dựa trên đoạn thơ của Milton có mô tả cung điện của Satan bỗng nhiên hiện lên khỏi cõi vực sâu. Trong tranh, ta có thể thấy tòa thành nguy nga tráng lệ. Phiên bản địa ngục của Martin là một thế giới hoang tàn, rực lửa. Ở cự ly gần là hình ảnh Satan trong trang phục Hy Lạp cổ, khá là bảnh bao. Hắn đưa một tay lên trời như ra lệnh cho những thế lực nằm ngoài hiểu biết của chúng ta. Tòa lâu đài của ác quỷ thực chất được lấy cảm hứng từ những công trình nổi tiếng như cổng thì là của Somerset House và máy vòm của Carlton House Terrace là những kiến trúc tân cổ điển. Bức họa The Pandemonium kể cho ta thêm những hoạt động khác khi sự sống kết thúc. Biết đâu nếu đủ lương thiện, ta có thể được Satan mời thăm tòa thành của hắn ta, thay vì bị luộc cho những vạc dầu. Tiếp theo, chúng ta cùng chiêm nghiệm cái chết qua tác phẩm Charon của tác giả Alexander Dmitrievich Lysychenko. Bức tranh tái hiện lại một phần trong thần thoại Hy Lạp. Charon, hay còn có cái tên khác là Charon, là người dẫn đường chuyên chở các linh hồn qua sông Styx. Đây là con sông ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Trong những nghi lễ của người xưa, người chết thường được đặt vào miệng một đồng xu. Đây được coi là kinh phí khi muốn qua sông của địa ngục. Những người không trả nổi phí hay không được chôn cất tử tế sẽ trở thành linh hồn vất vưởng không chốn nương thân trong 100 năm. Bức tranh của Lysychenko đã tái hiện được sự hùng vĩ của thần thoại. Charon được miêu tả với gương mặt của một ông già râu tóc bạc phơ nhưng cơ thể cường tráng. Cứ tương tự bạn phải chèo thuyền dòng dã qua nhiều thế kỷ thì những cơ bắp được thể hiện trong tranh cũng là điều dễ hiểu. Đôi mắt của Charon rực lên đầy sự kiên quyết, mặc cho sự nài nỉ và cầu xin của những linh hồn. Trên bờ người thì than khóc, người thì bất lực vì không thể qua sông.
người lại nhảy xuống nước bầu víu những con thuyền đã đủ khách. Phía xa ta còn thấy được nhiều hơn nữa, những linh hồn đã mắc kẹt từ lâu. Bức tranh gợi cho ta nghĩ đến một chuyến xe đông đúc với những người lỡ xe. Vậy, một số trong những khả năng sau cái chết, đó chính là bạn được đi du lịch sông Styx hoặc đi lỡ thuyền. Và cuối cùng, trong chủ đề tranh vẽ sau cái chết, sẽ thật là một thiếu sót nếu như ca không nhắc tới bức chân dung tự họa của Edvard Munch. Bức tranh tự họa của Edvard Munch mang tên Hell, mô tả người nghệ sĩ đang chìm trong ngọn lửa địa ngục. Ông đứng đó, khỏa thân, không được bảo vệ bởi bất kỳ thứ gì. Phần nền trừu tượng với mảng màu nổi bật gợi nên nỗi lo âu. Màu đi từ vàng cam cho đến cam nâu, từ đỏ sang đen, tương đồng với lửa và khói. Đầu của Edvard đỏ rực, trong khi cơ thể chìm trong màu vàng. Khi vẽ bức tranh, Edvard Munch đang gặp vấn đề về tâm lý và bệnh tật. Ông đã từng là một chàng trai đẹp, tuy nhiên những tổn thương kinh hoàng trong quá khứ, đó là người bố cuồng tín, mẹ và em gái thì đã mất. Nhưng nỗi đau này dần trở thành nỗi ám ảnh vặn xoắn tâm hồn ông. Trong Hell, Edvard Munch hướng mắt ra phía người xem, nhưng không phải để tìm kiếm sự giúp đỡ. Bóng đen phía sau phải chăng là sự đau buồn luôn bám theo chủ thể. Có lẽ địa ngục đáng sợ nhất của ông không phải là những con quỷ hút máu hay là những hồn ma ám ảnh, mà đó là địa ngục của sự cô đơn, sự lạnh lẽo. Chúng có khả năng thiêu rụi sức sống của bất kỳ ai. Mặc dù không phải là một bức tranh mô tả địa ngục theo đúng nghĩa đen của nó, tuy nhiên thế giới bên kia của Edvard Munch có lẽ còn đáng sợ hơn, bởi chỉ có mình ông bị thiêu đốt bởi những suy nghĩ của mình. Một trong những khả năng sau khi cuộc sống kết thúc chính là bản thân có thể gặp được những người đã khuất. Vậy nếu được gặp Edvard Munch, không biết bạn sẽ muốn hỏi ông điều gì? Có rất nhiều những suy đoán về sự kiện sau khi chết. Bạn hãy cứ thử ngẫm nghĩ và tưởng tượng, nhưng xin đừng bỏ lỡ những giây phút hiện tại, nơi mà bạn đang có cơ hội gặp gỡ những con người mà bạn yêu mến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast 14 của Cassette. Xin chào và hẹn gặp lại.